Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn dựng một cái mặt bằng nhà với phần mềm AutoCAD 2013. Thực sự ở đây thì phần mềm đối với cái 2D thì các bạn có thể vẽ trên 2013, 2012, 2010, thậm chí là 2007, 2008 cho tới 2005, nó gần gần giống nhau, nó không khác, không thay đổi gì nhiều. Nó chỉ thay đổi khi các bạn lên tới phần AutoCAD 3D thôi. Rồi, đây là cái đề bài của mình. Mình sẽ vẽ một cái mặt bằng nhà 4m nhân với lại 10m. Đây là một cái nhà phố đơn giản. Trước cái mặt tiền đây sẽ có một cái cửa, cửa sẽ có 4 cánh, mỗi cánh là 800 3m2. Đi vào phía bên trong này là một cái phòng khách. Phòng khách đây có một cái ghế sofa, một cái bàn và hai cái ghế. Đó này là đơn giản thôi. Ngay vị trí này, kế bên cái ghế sofa sẽ có một cái bàn vuông thấp thấp để một cái điện thoại. Đây này, cái điện thoại. Đi vào đây là một cái cầu thang có kích thước là 800. Cầu thang sẽ bước từ đây cách tường này 1m1. Bậc của cầu thang là 250, bước lên. Ở đây này người ta sẽ còn vẽ nối tiếp nữa, nhưng tới đây người ta vẽ một cái nét cắt làm biểu hiện, ở đây sẽ còn đi lên nữa. Và tới đây mà nó quay lên trên đầu 1. Đây là vị trí của cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây nó sẽ nằm ở bên dưới cái cầu thang, cái nhịp đi lên là 1 đó. Cửa nhà vệ sinh đây 600. Và đây sẽ có một cái lavabo rửa tay, và đây là một cái bồn cầu. Đi vào trong này là cái khu vực bếp ăn. Bếp ăn sẽ có một cái bàn ăn và 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ghế. Các bạn nhìn phía này, đây là một cái vị trí, này là vị trí để đặt bồn rửa chén này, hay là bếp ga, hay là nồi cơm điện gì đó. Phía đằng sau đây sẽ có một cái cửa sổ master. Các bạn để ý mấy cái vị trí xanh biển đây là mấy cái vị trí cột. Kích thước cột ở đây vẽ đơn giản thôi, bằng 200. Các bạn có thể thay đổi ra ngoài thực tế, có thể lên 300 hay 400. Đây là một chi tiết của một cái cửa đi. Cái chi tiết này sẽ vẽ cho cái cửa nhà vệ sinh đây 600. Cái phần cửa nó sẽ có nhiều cách vẽ, nhưng mà đây là một cái cách vẽ đơn giản nhất và dễ vẽ nhất. Tương tự như thế, cái cửa đây là cửa 800, mình sẽ vẽ tương tự như cái cửa 600 này. Rồi, vào AutoCAD. Mở một cái file mới hoàn toàn lên và bắt đầu vẽ. Đối với một cái mặt bằng nhà xây dựng đơn giản này, người ta sẽ quản lý các cái nét theo laser. Ví dụ những cái nét màu xanh đây, đây là những cái nét tường sẽ có cùng một laser. Vị trí này cùng một laser là cột. Ở đây cửa, cầu thang, cửa chung một laser. Cây xanh một laser, kích thước một laser, chữ và một laser, và nội thất là một laser riêng. Và tạo laser. Để cho các bạn tiện theo dõi thì mọi cái lệnh tôi gõ đều hiện ở trên cái dòng comment này. Vectret thì thông thường người ta xài lệnh là chủ yếu để cho nó nhanh. Tất nhiên các bạn có thể xài thêm công cụ ở vị trí này, thậm chí là những cái menu. Nhưng bây giờ chuyên nghiệp thông thường người ta sẽ xài lệnh. Rồi. Đầu tiên để vào một cái bảng laser, nhấn chữ LA, Enter lên một cái bảng quản lý các cái laser. Tạo cái laser mới, bấm đây, New Laser, đặt tên cho nó, ví dụ như tường của mình là màu xanh cyan. Nét tường ở đây là nét nền, bề dày của nét tường thông thường người ta để bằng 0.5. Nét thứ hai là nét cửa là màu tím, nét nền nó sẽ bằng 0.25. Mấy cái nét nhỏ hơn người ta lấy theo cái nét lớn nhất trên bản vẽ, thông thường một cái nét đậm nhất bằng B ở đây thì cái nét còn lại nó sẽ bằng B chia cho 2, trừ những cái nét đặc biệt như nét gạch mặt cắt. Rồi, kích thước để màu trắng, nét bằng 0.25. Nội thất các bạn có thể tìm một số cái màu nào đó đặc biệt cho nó giống màu gỗ. Ok.
Rồi, ta muốn cho nó cái dưa tường để làm cái dưa mặc định. Vẽ một cái hình chữ nhật 10 m 4 m bằng tổng kích thước của cái nhà này. RSC là lệnh vẽ hình chữ nhật. Enter, kích một điểm bất kỳ, nhập A cộng 10.000 phẩy 4.000. Thu nhỏ lại. Rồi. Cái bề dày tường này là bề dày bằng 100, offset vào bên trong 100 để tạo thành cái bề dày tường. O, enter 100. Enter, bấm vào cái mép này, đưa vào bên trong. Rồi. Từ đây bắt đầu mình định vị các cái vị trí tường và cột bên trong. Offset một cái đường từ mép bên này vào tới đây là 3m6 và tới đây là 2m2 và tới đây là 1m2 và đây là 3m. Rồi, để offset được cái đường mép này vào bên trong, đầu tiên phải tách nó ra. Tách ra là nhấn chữ X, dùng lệnh X block, enter, quét chọn hai cái nét này, enter xong nó tách rời ra từng cái một. O, enter 3m6, 2m2 và 1m2. 3600. Enter từ đây vào đây. Enter, enter 2m2. 1200. Xong. Đó là mình định vị được các cái vị trí cột. Rồi bây giờ vẽ cái cột, đặt vô cột của mình 200 200, hát vào bên trong, rất đơn giản. Xem cái này dưa cột, chưa có này dưa cột, các bạn có thể tạo thêm một cái này dưa cột cho nó mặc định luôn. Bây giờ mình sẽ vẽ nó. Rồi cho bằng 0.25. Rồi vẽ một cái hình chữ nhật REC, kích thước của cái cột bằng 200 phẩy 200. Rồi cái cột bên trong là nó tô đặc, dùng cái lệnh H enter, pick point, pick vào trong cái vùng này, enter, bấm một cái nút 3 chấm này để tìm cái mẫu H đây, mẫu solid, mẫu đặc, dễ rồi. Ok, mẫu đặc là sẽ không có góc quay, không có tỷ lệ gì cả, chỉ nhấn ok thôi. Xong, đối với cái cột nó sẽ có một nét phần gạch mặt cắt bên trong và một cái nét bao bên ngoài. Cái nét bao bên ngoài, mục đích của nó chỉ để bắt điểm cho bốn cái vị trí, bốn góc hoặc là trung điểm đấy thôi. Còn cái phần này là phần dần hát không, người ta sẽ không bắt điểm được, bởi thế cho nên nó phải vẽ thêm một cái nét bên này. Vì cái cột ở đây nó xuất hiện nhiều cái, 1 2 4 5 6 7 8 cái cột, đôi khi mình muốn thay đổi màu sắc và kích thước của nó thì bởi thế để cho nó đơn giản cho phần thay đổi nó sau này, nên tạo cho nó một cái block. Nên tạo block là nhấn chữ B nào, enter. Đây là đặt tên cho block, nhấn cột. Pick point, pick vào một trong bốn góc. Pick đây đi. Select object, chọn đối tượng là chọn hết nó. Enter và nhấn ok. Xong mình có một cái block cột. Đặt cái cột vào. Thì đây đặt lên tới đây. CO mình có thể copy thêm ra những đằng này, những số một cái nữa. Từ đây tới đây. Tới chỗ này. Cái này nó là kiểu trong thì M enter, quét chọn nó và di chuyển nó vào. Rồi xong một hàng cột phía bên trên. MI là đối xứng số. Bắt trung điểm đây là trục đối xứng. Rồi xong tạo được 8 cái hàng cột, 1 2 4 5 6 7 8 xong. Có cột xong rồi, bây giờ mới tàu mình mới đi đục lỗ cửa. Cửa này là cửa 3m2. Cách từ mép này xuống đây là 400. O, enter 400. Offset từ đây xuống, offset từ đây lên. Dùng cái lệnh cắt TR trim. Cắt tỉa hết cái phần bên trong đi. Rồi, được một cái cửa đằng trước 3m2. Cái phần này định vị nó xong rồi, xóa bỏ đi. Còn tới chỗ này, đây là cái kích thước của cái nhà vệ sinh. Offset từ phía bên này và bên trong 100, từ đây và đây 100. Offset từ đây xuống đây 500, từ đây xuống đây 1700. Enter 100. Từ đây vào, từ đây xuống. Từ đây xuống đây 500. 500 là từ sát mí trong. 1700.
offset ngược cho này lên bằng 100. Sao? TR cắt phần này đi, dư. Trên này quét cho nó, cắt bỏ phần này đi. Vị trí giao nhau giữa hai cái tường, đây là một tường ngang, một tường đứng, bao giờ người ta cũng phải cắt tỉa cái chỗ này đi. Thực ra những cái vị trí này cũng phải cắt nữa, nhưng mà do chỗ này nó có cái cột nó đè lên rồi, khi in ra người ta sẽ không nhìn thấy gì cả, in trắng đen nó sẽ lấp đi, bởi thế cho nên không cần cắt nữa. Rồi xuống chỗ này làm đẹp cái cửa chỗ này, và kích thước đây là 600, nhấn lên F Enter, nhấn thêm chữ M Enter để bấm được nhiều lần, bấm đây, bấm đây, bấm đây, bấm đây, bấm đây. Offset từ đây vào 300. TR cắt bỏ. Sao? Mình được cái cửa của chỗ nhà vệ sinh. Rồi, đi vào trong này là cái cửa sổ. All enter offset sang mỗi bên, từ đây xuống 1300, từ đây lên 1300. Cửa có kích thước là 1400. 1300. Offset xuống, offset lên. TR cắt bỏ. Cắt, cắt. Rồi, chỗ này là cái cửa sổ. Cửa sổ các bạn có thể chuyển sang đây chưa? Cửa L enter và cái cửa sổ. Đấy nè. Cửa sổ các bạn có thể vẽ thêm một số cái nét ở đây. Tưởng tượng đây giống như cái nét với cái song cửa sổ thôi. Nó đơn giản. Rồi, mình đã đục lỗ xong cái phần cửa đi, và cái phần cửa đi chỗ này, cửa sổ đã vẽ xong. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái cửa ở đây. Cửa 600, 600. Đây là một cái cửa đơn giản. Kích thước 600, 600. Từ đây xuống tới đây là 600. 30. Đây là bề dày của cái gỗ làm cái cửa 30. Ở vào đây. Hai bên này có phần này lùi vô 50, 50, phần này người ta không cố định, phần này là cái phần khung cửa. Khung cửa tùy theo, khung cửa có thể bằng nhôm, hoặc bằng gỗ hay bằng sắt gì đó, có thể bề dày của cái 50 này nó sẽ thay đổi. Còn cái phần cửa lọt lòng đây là 600. Khi người ta làm cái cửa người ta làm đúng kích thước 600 đây. Còn khi người thợ hồ người ta xây, người ta tự động phải trừ cái phần này lại. Cái nét màu xanh xanh đây là cái nét tường, bên này cũng là nét tường. Rồi. Từ cái mép 600 này offset vào đây 50, offset vào đây 50. Offset vào đây 50. Từ đây vào 50, từ đây cũng vào 50. Rồi ngắt cái đoạn này nha. Ngắt thì sử dụng cái break endpoint, biểu tượng của nó đây. Bấm ngoài, đưa vô. Bấm ngoài, đưa vô. Rồi chuyển cái phần này sang cái này dư, cửa. Bên này cũng thế, break endpoint. Sau này chuyển sang đây chưa? Cửa. Rồi. C, Enter, vẽ một cái vòng tròn tâm đây. Bán kính bằng 600. L, Enter, vẽ một cái từ đây lên tới vị trí 1/4 này. TR, chọn cạnh này với cạnh này. Cắt tỉa phần này đi. Enter, offset cái phần bề dày của cánh cửa bằng 30. Đây, option đây. L enter vẽ một cái từ đây xuống tới đây. Rồi. Đúng là trên này người ta phải vẽ một nét nữa từ đây cho tới đây. Đó, đây là chính xác là cái phần của cái cửa. Lưu ý cái phần khung cửa riêng. Đây là cái phần khung cửa. Và đây là phần cánh cửa. Nào, có cái nét tròn này chẳng qua là cái nét mở của cái cửa thôi. Rồi, tương tự như thế mình sẽ vẽ được cái cửa đằng này là kích thước 800. Enter offset cái phần này xuống, coi như phần này cũng dày bằng 50. Cũng gắt bỏ nó. Phần này nè, cửa. C, enter vẽ một cái vòng tròn tâm chỗ này bán kính bằng 800. 8432. L enter vẽ một đường từ đây lên 1/4 này. Vẽ một đường từ đây lên 1/4 này. TR cắt bỏ phần này đi. Enter offset cái thằng này sang bằng 30. Đây là kích thước của cái cửa. TR cắt phần này đi. Rồi mình được một cánh. CO mình copy cái phần cánh cửa.
Đây là vị trí cái bản lề. Copy lên tới đây được hai cái. Đặt đối xứng sang phía bên kia. MI quét chọn hết nó. Trục đối xứng, trục đối xứng lấy trung điểm của cái ở đây. Lấy vị trí này. Và cho nó thẳng hàng ra, nhấn F8 cái nó sẽ thẳng hàng. Xong. Lưu ý cái vị trí chỗ này, hồi nãy mình chưa cắt thì mình cắt mình thu nhỏ lại. Xóa bỏ bớt cái nét bên dưới, cái nét màu xanh đi. Xong. Mình được cái cửa 3m2 đằng trước. Xong cái cửa. Bây giờ tới cái cầu thang. Cầu thang tính từ cái mép này lên 1.100, từ cái mép này nó sẽ ra là bằng 830. Đây chính là cái tay vịn của cái cầu thang, đây là hướng đi lên. Enter nó sẽ thành ra 800 ở đây. Offset ex enter kéo dài xuống tới đây đi rồi. Enter offset ra bằng 30. Đây là cái tay vịn của cái bằng tha. Enter offset từ đây lên 1.001. Rồi. Đó là khoảng cách sát cái mép nhà này tới đây là 1.001. Rồi. TR cắt bỏ. S enter kéo dài cái thằng này xuống. L enter vẽ một cái nét từ đây xuống tới đây. Vuông góc vào. Mở chế độ truy bắt điểm vuông góc. TR cắt bỏ phần này đi. MA quét thằng này sang cái thằng này. Rồi. O enter offset bằng này lên 250. Đây là kích thước của một cái bậc thang. Rồi, TR cắt bỏ hai cái phần này đi. Do hai cái phần này là hai cái phần mà bị cái tay vịn nó che cho nên phải cắt bỏ. Rồi. Offset bằng 250 rồi. Một số bậc điển hình 3, 4, 5. Rồi, thực sự nó sẽ còn dài nữa lên trên này. Do cái bản vẽ này mình chỉ cần vẽ một cái nét cắt ngang đây thôi là xong. Rồi. Bây giờ tới cái hướng đi và cái nét cắt cho nó. Đầu tiên là vẽ cái hướng đi của cái mũi tên này. Cái này mũi tên mình có thể chuyển sang vẽ kích thước, vẽ được rồi. Rồi, tạo một cái đường kích thước cho bản vẽ của mình, bấm New. Đứng từ cái kích thước chuẩn ISO 5 đây, bấm New. Đặt tên cho nó, ví dụ như của mình là dim 50. Bấm Continue lên. Và ở đây các bạn không cần hiệu chỉnh gì cả, chỉ cần vào Fit này thôi và hiệu chỉnh con số này lên 50. Bản vẽ tỷ lệ bao nhiêu thì con số này sẽ bằng bấy nhiêu là xong. Tất cả mọi các cái khác như chiều cao chữ hay là bề dày của cái mũi tên hay là cái dấu xẹt, nó sẽ tự động nó thay đổi theo. Ở đây của mình để mũi tên cho nên là mình để cái kích thước của mình là mũi tên luôn. Rồi bấm OK. Ở đây bấm set gram một cái để nó thay thế cái kích thước ISO 5 này. Rồi. Đo kích thước thử xem. Đây, LI là lệnh đo kích thước từ đây tới đây bằng 3m6. DCO đó kích thước nối tiếp cho tới chỗ này là 2m2, cho tới đây là 1m2 và cho tới đây là 3m. Đây LI từ đây cho tới đây. Ô nhầm. Nắm nó kéo ra một chút xíu nữa, đo sai vị trí là 10m. Kích thước ở đây DLI. Đằng sau này là từ đây xuống tới đây được 1m3. DCO nối tiếp xuống 1m4, 1m3, DLI tiếp. Đó, 4m. Từ đây xuống tới đây. Để cho cái kích thước này, nên lưu ý không được đo kích thước trùng nét vào cái đường cửa này. Các bạn đo như thế này, nó sẽ không đúng, đường kích thước nó sẽ bị trùng nét. Trong bản vẽ AutoCAD tốt nhất là không nên vẽ các nét trùng nhau. Bởi vì mỗi nét mình sẽ định một cái bề dày riêng, cho nên vẽ trùng nhau, cái nét nọ nó sẽ trùng với cái nét kia, khi in ra nó sẽ không thể phân biệt được. Ở đây mình vẽ màu, khi in ra in trắng đen nó sẽ không nhìn thấy. DCO đo nối tiếp xuống tới đây và tới đây.
DLI tiếp từ đây lên tới đây 4 mét. Rồi, cho kích thước phần bên ngoài đã xong rồi, vào tới đây cho kích thước của cái cầu thang, kích thước ở đây DLI từ đây xuống tới đây được 100, từ đây lên tới đây được 1m1, DCO một cái nữa nối tiếp lên tới đây 1250 là 5 bậc, 250 nhân với 1250. Muốn sửa một cái đường kích thước nhấn chữ ED Enter, bấm chọn nó. Và đây các bạn không cần bấm gì cả, 250 nhân với lại 5 bằng, bấm OK. Xong, bề rộng của cái bậc thang ở đây là bằng 30, bề rộng của cái tay vịn trên này kích thước là 800 300 600 300. DLI từ đây tới đây bằng 800, DCO nối tiếp tới đây bằng 300, tới đây bằng 600, tới đây bằng 300. Rồi, 300 thì đây xuống đây 500, 1007. Năm trăm DCO nối tiếp mét bảy. Rồi mình vẽ cái đường mũi tên ở đây, nhấn chữ LE, nhấn chữ S chỉnh nó. Cái đầu tiên là vị trí đặt mũi tên, kéo xuống tới đây Enter. Xong, mũi tên mình có thể thay đổi theo mũi tên này, bấm chọn cái mũi tên, nhấn Ctrl 1 lên. Đây là arrow kiểu mũi tên, có thể chọn một cái kiểu nào đó mà các bạn thấy nó được nhất. Đây open 30, các bạn thấy nó nhỏ quá bên dưới này arrow xa, các bạn có thể tăng kích thước lên, ví dụ như lên 3.5. rồi nó to lên chút. Đây là cái mũi tên, ở đây là cái vị trí điểm bắt đầu. Vẽ một cái hình vành khăn, lệnh vẽ hình vành khăn ở đây là DO Enter. Bán kính trong bằng 0 và bán kính ngoài mình cho nó bằng đường kính trong bằng 0 và đường kính ngoài bằng 100. Mình sẽ có một cái hình vẽ khác. Rồi, đây là một cái nét cắt. Cái nét cắt này có nhiều cách vẽ. AutoCAD nó cũng hiệu chỉnh sẵn một cái nét rồi. Express, bấm đây, Express, Draw và tới Breakline Symbol. Rồi, vị trí bắt đầu bên này, vị trí thứ hai bên này và vị trí kết thúc đặt ngay vào trung điểm của nó. Mình có một cái nét cắt. Cái nét cắt này các bạn thấy nó nhỏ, các bạn hiệu chỉnh nó lớn lên. Express, Draw, Breakline. Trước khi vẽ thì nhập chữ S, Enter. Hiện tại bây giờ nó đang bằng 0.5, 0.5 nó bằng chữ này, thì mình có thể tăng nó lên bằng 2 đến 4 lần đi. Từ đây qua tới đây và lên tới đây. Rồi xóa bỏ cái thằng này đi. Xong, đó là cái cầu thang đã hoàn thiện. Còn cái nào nữa? Rồi, có những phần vẽ cơ bản mình đã vẽ xong. Ở đây có vẽ một cái bàn mét, nửa mét nữa. L Enter vẽ một đường từ đây xuống 500. Vẽ sang đây 500. Đơn giản thôi. Rồi, đó là vị trí đặt cái bảng. MA một cái quét ra chung một cái này giờ bảng. À, mình đã vẽ xong tương đối phần tường, phần cột, phần cửa, cầu thang và cửa sổ. Bây giờ tới cái phần nội thất bên trong, là tới cái bàn, cái ghế, cái điện thoại, cái lavabo hay là chỗ bồn rửa chén gì đó. Mấy phần này nó sẽ có thư viện của AutoCAD, các bạn lấy thư viện ra thôi, cái này không phải vẽ. Chuyển sang cái laser nội thất. Để lấy thư viện ra nhấn Ctrl 2. Các bạn sẽ lên được một cái bảng. Bấm đây tìm tới Sample và tìm tới Design Center. Bấm dấu cộng mở rộng nó ra. Đây là một dàn các cái thư mục chứa thư viện có sẵn. Nó có thư viện về nhà, home, house. Mở rộng ra chút xíu nữa. Nè, nó có kitchen chuyên về những cái bếp,
hoặc đến cái ống pa, hoặc đến những cái electric chuyên về điện. Ở đây mình vẽ nha, mình sẽ mở cái home ra, bấm dấu cộng đó, bấm vào cái block đây. Bên này là cái những cái mẫu nó có sẵn của phần nhà. Nhìn đơn giản thấy mình đây là cái dining set, cái bàn ăn tối đây, nắm kéo ra mình đã có một cái bàn, cái ghế sofa đây, nắm cái nào, nắm kéo ra được cái ghế sofa. Đây là cái bàn, nắm kéo ra mình có cái bàn. Ở đây là cái ghế chair desk, nắm kéo ra. Đây là cái điện thoại, nắm kéo nó ra. Bàn ghế điện thoại, đây là cái bồn cầu. Home, mình vào cái house. Mình có thấy cái sink oval top này, và cái toilet top này. Rồi, xong. Mình đưa một số cái ra. Bây giờ mình di chuyển, mình đặt nó M, Enter, mình di chuyển, mình đặt thôi. Tùy theo cái này, các bạn có thể căn chỉnh ngay giữa cái bàn này cũng được. M, Enter, di chuyển cái thằng này đặt vô đây, hay vị trí này. Rồi, đặt cái bàn vô, đặt cái ghế vô. Cái ghế nó ngược chiều, các bạn có thể xoay lại RO một cái, xoay nó 180 độ. Xong. Co copy nó thành hai cái nữa. Để tùy theo vị trí các bạn có thể căn chi tiết từng cái một để cho nó thật đối xứng, thật thẳng ha. Cái này là cái toilet, đặt nó vào đây, đặt nó vào đây. Đây là nó bị ngược, các bạn xoay RO một cái, xoay 90 độ, M Enter di chuyển nó đặt vào đây. Cố gắng đặt làm sao để cho nó tránh cái nét mở cửa này, nó đụng vào cái cửa sẽ không mở được cửa. Rồi, em mở enter đặt cái bàn này vào đây, cũng xoay nữa 90 độ. Cái bàn này mới lấy ra nó to hơn so với cái bàn thực tế ở đây, các bạn có thể cho nó nhỏ lại, nhấn chữ SC hoặc là scale phóng lớn thu nhỏ, enter, quét chọn vào cái bàn, enter, chứ một điểm bất kỳ nằm vị trí góc, nhấn 0.7 cho nó nhỏ xuống. Nào, đây là cái bàn sạc. Rồi bây giờ tới cái phần mà ghi thêm chữ vào, ví dụ như phòng khách hoặc là mặt bằng trệt tỷ lệ 1/50. Phần chữ tạo một cái laser mới, chữ cho nó một cái màu, chữ nó một cái màu cho màu đỏ, màu đỏ chưa sử dụng tới. Rồi đáp một nick cho này chữ sập. Trước khi có chữ phải tạo một cái phông chữ, bấm new, đặt tên cho nó chữ đi. Ok, thông thường trên bản vẽ AutoCAD người ta xài hai cái phông, một cái phông VNI Help và phông VNI Help Condense. Phông này người ta sẽ gọn hơn, phông này thì nó hơi mà mập chút. Rồi, set gradient để nó thay thế cái phông này. Yes, và bấm close. Trước khi gõ chữ thì mở chế độ vịt key lên. Có cái vịt key đâu bao giờ. Unique. Chuyển sang VLA Windows. Ở kiểu gõ V này là tùy theo các bạn gõ theo kiểu nào thì các bạn gõ. Rồi. Để đánh chữ ở đây, nhấn chữ T, Enter. Quét một cái mặt bằng nhà. Quét một cái vị trí ô này để vẽ chữ. Chữ của mình là mặt bằng trệt tỷ lệ 1/50. Khi đánh chữ này, các bạn phải quan tâm tới chiều cao của cái chữ. Chiều cao của cái chữ tỷ lệ 1/50 này nó sẽ bằng chiều cao của cái đường kích thước này, người ta có quy định nó bằng đối với bản vẽ tỷ lệ 1:1 thì chiều cao chữ bằng 2.5, đối với những cái bản vẽ lớn hơn thì các bạn cứ lấy 2.5 mà nhân với tỷ lệ đó. Ở đây là 2.5 nhân với này 50 là 125.
Em chiều cao chữ nó bằng 125. Enter. Gõ chữ vào. Mặt bằng trệt. Ok. Mình có cái chữ mặt bằng trệt, có thể di chuyển nó đi. Double click cho nó lại để hiệu chỉnh đó. Enter xuống dòng. Tỷ lệ 1:50. Các cái chữ mặt bằng trệt này, đối với cái chữ lớn hơn trong một cái bản vẽ, người ta sẽ tăng chiều cao lên so với cái chữ nhỏ. Thông thường người ta sẽ tăng lên khoảng bằng 1.4 lần. Ở đây là bằng 175. Đó, đậm nó gạch chân. Căn chỉnh nó, căn center. Ở chữ dưới cho nó đậm luôn cho nó đẹp. Ok, xong. Mình có một cái chữ mặt bằng trệt. Các cái chữ khác các bạn có thể ghi tiếp thêm vô. Rồi, đây là phần cơ bản. Tôi đã vẽ xong cho các bạn một cái mặt bằng trệt của một cái ngôi nhà bình thường 4m x 10m.